Giáo dục địa phương 6 tuần này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề an toàn khi học online tại nhà. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về an toàn với điện khi học trực tuyến và quy tắc 5K khi học trực tuyến. Học sinh đến với chương trình giáo dục kỹ năng sống của Ki. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau học một chuyên đề vô cùng đặc biệt. Cô có một câu hỏi muốn hỏi các em. Ở nhà các em thường sử dụng những thiết bị nào để học trực tuyến? Cô sẽ dành ra một vài phút để các em cùng suy nghĩ và trả lời cô nhé. Vậy là có bạn sử dụng máy tính để bàn. Có bạn lại dùng laptop, có bạn sử dụng máy tính bảng, có bạn lại mượn điện thoại của ông bà, bố mẹ để học. Nhưng các em có biết không, tất cả các thiết bị điện, dù về cơ bản là khá an toàn, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ chập điện và cháy nổ có thể xảy ra khi sử dụng, gây nguy hiểm đến bản thân mình đấy. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bạn Poki tìm hiểu chủ đề an toàn với điện khi học trực tuyến để biết cách tự bảo vệ bản thân trước những mối nguy hiểm từ điện khi học ở nhà nhé. Trước khi vào bài học, Poki muốn hỏi các bạn, theo các bạn, điện giật có thể gây ra mối nguy hiểm như thế nào? Chúng mình cùng theo dõi đoạn video dưới đây và trả lời giúp Poki nhé. Cuộc chiến bảo vệ hành tinh lúc lắc. Các bạn biết không? Xa, rất xa trái đất của chúng ta có một hành tinh tên là Lúc Lắc. Đấy chính là quê hương của Poki, nơi có những cư dân vô cùng hiền hòa, đáng yêu. Trên hành tinh này, họ chung sống cùng với người điện. Trái với cư dân Lúc Lắc, người điện cực kỳ hung hãn. Họ cho rằng mình có sức mạnh vô biên nên muốn thống trị toàn bộ hành tinh Lúc Lắc. Họ viết một bức thư khiêu chiến, thông báo rằng sẽ dùng sức mạnh vô song của điện để dẹp sạch Lúc Lắc trong 10 ngày nữa. Nhận được tin dữ, một bô lão tại đây liền tập hợp mọi người tại quảng trường trung tâm của hành tinh. Bô lão nói với mọi người, các bạn không cần phải quá lo lắng. Người điện tuy hung hãn, nhưng không phải không có điểm yếu. Ta đã có trong tay cuốn sách bí truyền về điểm yếu của người điện. Nói rồi, bô lão chuyển cho cư dân toàn hành tinh cuốn bí kíp này. Cuốn sách bí truyền ghi rất rõ những khuyết điểm của người điện. Luồng điện của người điện sẽ trở nên mạnh mẽ và có thể tấn công chúng ta nếu như gặp các vật dẫn điện như kim loại, nước. Vì thế, tuyệt đối không dùng tay ướt hoặc thanh kim loại để chiến đấu với điện. Điện được bảo vệ trong áo giáp cách điện làm từ chất liệu nhựa, sứ. Nếu như những vật dụng này bị hở, chúng ta sẽ phải tránh xa. Tốt nhất, không chọc bất cứ thứ gì vào ổ điện để chúng có cơ hội làm hại bạn. Một điều quan trọng nhất, người điện chỉ hung hãn khi được cung cấp điện từ nguồn điện. Vì vậy, sẵn sàng ngắt cầu giao điện bất cứ khi nào nhận thấy mối nguy từ việc dò dỉ điện. Poki cùng các cư dân đọc kỹ quân bi kíp. Khi người điện đến tấn công, họ đã chiến đấu vô cùng quả cảm và nhanh chóng khắc chế được toàn bộ người điện. Các bạn ơi, ở trái đất, điện mang rất nhiều lợi ích trong cuộc sống. Nhưng các bạn cũng cần phải lưu ý sử dụng điện an toàn bằng cách áp dụng cuốn bí kíp của bố lão trên hành tinh Lúc Lắc nhé. Chúc các bạn sử dụng điện an toàn. Cuốn sách bí truyền đã nêu ra những cách nào để phòng tránh điện giật. Tuyệt đối không dùng tay ướt hoặc thanh kim loại để chiến đấu với điện. Không chọc bất cứ thứ gì vào ổ điện. Nếu như vỏ bọc dây điện, ổ điện bị hở, chúng ta sẽ phải tránh xa. Sẵn sàng ngắt cầu giao điện bất cứ lúc nào nhận thấy mối nguy hiểm từ việc dò dỉ điện. Sau đây, các bạn cùng Poki thực hành xử lý một số tình huống nhé. Cô giáo có hai tình huống cần các em cùng suy nghĩ và tìm cách xử lý. Tình huống 1. A đang học trực tuyến thì máy tính bị hết pin. A cắm sạc nhưng máy không lên điện. Theo em, lúc này A nên làm gì?
Gợi ý tình huống 1, à nên nhờ bố mẹ hoặc người lớn kiểm tra, đóng sạc máy tính. Nếu không có ai ở nhà, à nên chờ bố mẹ, người lớn về, không tự ý xử lý sự cố. Tuyệt đối không được chọc bất cứ thứ gì vào ổ điện, vì có thể gây điện giật, làm bỏng da hoặc khiến tử vong. Tình huống 2, B vừa cắm sạc vừa sử dụng điện thoại để học trực tuyến. Theo em, B có nên làm như vậy không? Vì sao? Gợi ý tình huống 2, B không nên làm như vậy. Vừa sạc vừa sử dụng điện thoại rất nguy hiểm, có thể gây nổ điện thoại, gây bỏng và có thể dẫn tới tử vong. Trước giờ học, B nên nhờ bố mẹ, người lớn sạc điện thoại đầy pin. Để đảm bảo an toàn với điện khi học trực tuyến, các em nên nhờ người lớn kiểm tra các thiết bị điện, lau khô tay trước khi sử dụng, tắt các thiết bị điện khi không dùng đến, tuyệt đối không chọc bất cứ thứ gì vào ổ điện, ngồi gần ổ điện, để các thiết bị điện gần nơi có nước, vừa sạc vừa dùng một số thiết bị điện. Ngoài các thiết bị điện khi học trực tuyến ra, chúng ta còn tiếp xúc với rất nhiều thiết bị điện khác. Vậy khi sử dụng các thiết bị điện, chúng ta cần lưu ý điều gì? Các em cùng theo dõi video sau nhé! Sử dụng thiết bị điện trong gia đình. Ôi ôi! Mình lại bị nhảy automat nữa rồi! Thật là bị quá tải mà! Sử dụng thiết bị điện không cẩn thận sẽ dẫn đến các thiết bị điện bị cháy, chập, hỏng, có thể bị giật điện gây tử vong. Sử dụng thiết bị điện không tiết kiệm sẽ dẫn đến mất điện do quá tải. Vậy, sử dụng những thiết bị điện trong gia đình như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Khi sử dụng quạt, chúng ta nên bật quạt ở tốc độ trung bình hoặc thấp. Tắt quạt, rút phích cắm sau khi sử dụng. Khi sử dụng TV, chúng ta lưu ý để độ sáng màn hình ở mức vừa phải. Tắt TV bằng cách ấn nút Power, nút nguồn ở màn hình. Khi sử dụng tủ lạnh, chúng ta cần nhớ chỉ mở tủ lạnh khi cần dùng. Để nguội thức ăn bên ngoài trước khi cho vào tủ lạnh. Lau dọn tủ lạnh thường xuyên. Sử dụng đèn bàn học thật đơn giản, chúng ta chỉ cần bật đèn khi sử dụng, tắt đèn, rút phích cắm sau khi sử dụng. Lưu ý chung khi sử dụng các thiết bị điện, sử dụng thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất, kiểm tra dây điện thường xuyên, tắt hết các thiết bị điện khi ra ngoài. Chúng ta hãy sử dụng thiết bị điện an toàn và tiết kiệm nhé! Các em cùng ghi nhớ và chia sẻ với cha mẹ, người thân quy tắc 5K khi học trực tuyến nhé! 1. Kiểm tra ổ cắm. Nếu ổ cắm lỏng, chập chờn, khó cắm, nên thay ngay ổ cắm mới. 2. Kiểm tra pin. Nếu sạc nhanh đầy, dùng nhanh hết, pin phồng, dùng nhanh nóng, cần thay ngay để phòng cháy nổ. 3. Khi cắm điện. Khi cắm sạc vào ổ điện, tay phải khô, chân tí rét, không chạm tay vào phần hở, không lấy đồ kim loại, kéo, tăm pa, chọc vào ổ điện. 4. Khu vực ngồi. Nền nhà phải khô, nên ngồi trên ghế khi học. Nếu ngồi dưới sàn phải có lớp lót như thảm nhựa. 5. Không ăn uống. Tuyệt đối không ăn uống xung quanh nơi học tập để tránh đổ nước, gây chập cháy các thiết bị điện. Các em ơi, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô hy vọng bài học này sẽ trang bị cho các em những kỹ năng đảm bảo an toàn khi học trực tuyến tại nhà. Các em nhớ vận dụng thật tốt những gì đã học nhé. Cô chúc các em một năm học mới mạnh khỏe, an toàn, học ngàn điều hay. Các em cần nhớ 9 lưu ý sau đây để đảm bảo an toàn khi học online tại nhà. Những lưu ý nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi học online tại nhà. Học sinh nên ngồi học ở chỗ có ánh sáng tốt, yên tĩnh để đảm bảo sự tập trung. Khi học, không nên đặt laptop lên bụng. Không nên nằm khi học bằng điện thoại. Cha mẹ nên chọn bàn ghế phù hợp với chiều cao để học sinh ngồi học được thoải mái,
tránh những bẩn về cuộc sống. Nên đặt thiết bị điện tử ngang bằng hoặc thấp hơn tầm mắt. Điều này giúp giảm áp lực cho đôi mắt. Luôn giữ thiết bị cách mắt tối thiểu 50cm. Học sinh cần nhờ người lớn cắm sạc máy tính, không tự cắm sạc vào ổ điện khi không có người lớn trợ giúp. Không cắm các vật lạ vào ổ điện. Cha mẹ nên đậy nắp các ổ điện hoặc dán lời cảnh báo để các con chú ý. Không sử dụng điện thoại khi đang sạc pin. Nghỉ giải lao sau mỗi tiết học để thư giãn mắt. Kết hợp các động tác thể dục nhẹ nhàng để cơ thể không bị mỏi. Chúc các em có những giờ học tập an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, khi học online tại nhà, các em cần đảm bảo an toàn trên không gian mạng. Vincent an toàn trên không gian mạng. Khi tìm kiếm các tài liệu học tập, em hãy cân nhắc trích dẫn thông tin từ các trang web có đuôi chấm là edu hoặc .gov. Đây là những trang web của các tổ chức giáo dục và chính phủ uy tín. Đối với các trang mạng xã hội chính thống, các tổ chức này thường sẽ được cung cấp dấu tích xanh. Không chuyển tiếp, chia sẻ các thông tin giả mạo, sai sự thật. Để xác định thông tin mà em đọc có chính xác hay không, hãy đối chiếu với thông tin từ các trang tin uy tín hoặc các tờ báo chính thống. Không đăng tải video, bài viết có nội dung chưa phù hợp với độ tuổi hay sử dụng ngôn ngữ phản cảm. Video này sẽ làm tổn hại đến hình ảnh, danh dự của bản thân các em. Tôn trọng sự khác biệt và quan điểm của người khác. Khi có sự bất đồng quan điểm, em hãy thận trọng suy nghĩ, phân tích, tránh các phong cách cá nhân. Khi sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook hay Zalo, chỉ kết bạn với những người em thực sự biết và tin tưởng. Đặt mật khẩu có tính bảo mật cao, bao gồm cả chữ hoa, chữ thường, các chữ số và ký tự đặc biệt. Hạn chế sử dụng thông tin cá nhân khi đặt mật khẩu. Luôn kiểm tra đường dẫn trang web trước khi truy cập. Chỉ truy cập các trang web bắt đầu bằng HTTPS 2.2- và có biểu tượng ổ khóa ở trước. Đây là những trang web an toàn, bảo mật thông tin. Không chia sẻ hình ảnh hay thông tin về họ tên, địa chỉ, trường lớp, số điện thoại của mình cho người lạ trên các trang mạng xã hội. Không tải các tập tin, phần mềm người lạ gửi qua email hoặc các trang mạng xã hội khi không có sự giám sát của phụ huynh. Chúc các em có những giờ học tập an toàn và hiệu quả. Về nhà, các em xem thật kỹ lại các video, sau đó trả lời cho cô các câu hỏi sau đây. Thứ nhất, quy tắc 5K dành cho cha mẹ, học sinh khi học trực tuyến là gì? Thứ hai, nêu 9 lưu ý nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi học online tại nhà. Thứ ba, các em cần làm gì để đảm bảo an toàn trên không gian mạng khi học online tại nhà? Tiết học giáo dục địa phương 6 tuần này đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.